Viêm gan B chính là một trong những nguyên nhân chủ đạo dẫn đến ung thư gan. Trong khi đó thì việc điều trị bệnh khiến cho bệnh nhân tốn kém rất nhiều thời gian và tiền bạc. Tại nước ta, tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B ở ngưỡng cao với 10 triệu người nhiễm. Chính vì vậy thì dược sĩ Phạm Sa đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và công bố phác đồ điều trị viêm gan kết hợp Đông Tây Y với các ưu điểm vượt trội, được báo cáo thực hiện tại Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam với chủ đề Hội thảo cập nhật điều trị kết hợp hai nền y học trong bệnh lý gan mật, đặc biệt là bệnh viêm gan virus B. Theo dược sĩ Phạm Sa, người thực hiện đề tài nghiên cứu này, thì phác đồ kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong điều trị viêm gan B được sử dụng với mức độ và cách thức khác nhau tùy theo từng giai đoạn của virus viêm gan B, thể mãn tính, thể hoạt động hay không hoạt động. Việc sử dụng phương pháp y học cổ truyền vừa giúp tăng tác dụng ức chế virus, vừa giảm tác dụng phụ của thuốc kháng virus Tây y, giúp bảo vệ được chức năng gan, lách, thận. Tức là bệnh nó lâu năm, mà nếu chúng ta sử dụng điều trị lâu năm một mình thuốc kháng virus thì sẽ gây ra các biến chứng, các hậu quả cho người bệnh. Nên khi phối hợp sẽ là ưu việt, vừa ưu việt trong điều trị, vừa ưu việt trong phòng biến chứng. Thời gian điều trị cho các bệnh nhân nhiễm viêm gan B theo phác đồ kết hợp cổ truyền hiện đại có thể rút ngắn xuống 50% so với chỉ điều trị đông hoặc tây y riêng biệt. Kết quả đã được đánh giá trên 10.000 bệnh nhân tại nhiều bệnh viện. Rút có thể mình thấy nó khỏe. 3 tháng thì mình kiểm tra về chỉ số men gan và test nhanh virus. Thì vẫn thấy các chỉ số ở trạng thái bình thường. Trong phác đồ điều trị đông tây y kết hợp, phương pháp y học cổ truyền được sử dụng là hoàng mộc can phối hợp nhiều thảo dược với 5 nhóm công dụng chính, giúp ức chế virus viêm gan B, nhuận gan, lợi mật, tăng cường lưu thông máu, giúp hồi phục tế bào gan, tăng cường thải độc cho gan, tăng cường hệ miễn dịch cơ thể. Hiệu quả điều trị vừa lại mang chất lượng cuộc sống, lại vừa mang được kết quả tốt. Theo đánh giá của Chủ tịch Hội Gan Mật Việt Nam, việc kết hợp giữa các phương pháp y học cổ truyền với y học phương Tây đang là xu hướng trong việc điều trị nhiều loại bệnh hiện nay.